Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là admin của Điện Việt Nam. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một chút ít những hình ảnh hiếm hoi thực tế ngoài công trường trong công tác sửa chữa tủ trung thế. Thì mình giới thiệu qua một chút cái tủ trung thế này, nó có hiện tượng đó là thứ nhất đó là nó bị rò khí, cái thứ hai nữa là nó bị kẹt cơ khí dẫn tới là không thao tác được cái dao vách ly nằm trong tủ trung thế. Thì cái tủ này là tủ RM6 của Slider nha mọi người nha. Tủ RM6 của Slider thì anh em bên mình đang tiến hành sửa chữa tại xưởng của khách hàng luôn. Bên mình chỉ mang thiết bị và anh em đến xử lý tại xưởng của khách hàng. Đấy, để cho anh em thấy hình ảnh thực tế ngoài công trường. Con này chỉ có hai lỗi lớn, thì sau khi mà bọn mình tháo ra kiểm tra ấy, thì bọn mình phát hiện thêm đó là nó còn một cái lỗi, đó là nó bị ở phần cái khoang chì. Với cái tủ này là tủ hai dao một chì, nó bị lỗi ở phần đáy phía chì và bên mình xử lý đã xong rồi. Ok, đấy là chia sẻ của mình, và bây giờ thì mình tiến hành công việc đây. Bye bye mọi người nha. Chào tất cả mọi người, video này sẽ hướng dẫn mọi người cách tìm kiếm kênh YouTube của Điện Việt Nam. Chúng ta có thể tìm kiếm trên Google hoặc trên YouTube. Chúng ta chỉ cần gõ từ khóa Điện Việt Nam, ấn Enter và tìm đến kênh YouTube của Điện Việt Nam. Ấn đăng ký và nhớ là ấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và sớm nhất từ Điện Việt Nam nha.